mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Một cái tên bạn có thể tin tưởng cho dù bạn đang dự định học cao đẳng hay đại học tại Mỹ, cần tiếng Anh để thăng tiến trong nghề nghiệp hay đơn giản chỉ muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh, bạn có thể trông cậy vào IELTS để giúp bạn đạt được mục tiêu. Hơn 45 năm qua, IELTS đã giúp hàng trăm học viên đến từ 140 quốc gia trên thế giới học tiếng Anh với phương pháp cải tiến, làm cho việc học ngôn ngữ trở nên đơn giản, nhanh chóng và đầy hứng thú. IELTS cung cấp một sự kết hợp tuyệt vời giữa các cơ sở học tập tại trung tâm thành phố và trong khuôn viên đại học với chất lượng học thuật cao, ban giảng viên có trình độ và tận tâm, đội ngũ nhân viên nhiệt tình và niềm nở. Và tại sao chúng ta nên chọn học tập tại đoàn Anh ngữ IELTS đứng đầu trong việc giảng dạy tiếng Anh? Với phương pháp giảng dạy đã được chứng minh hiệu quả, giảng viên có trình độ cao và chương trình được thiết kế công phu với 12 trình độ, IELTS bảo đảm cho bạn sự thành công trên con đường học thuật. Và là một địa điểm tốt nhất, hãy lựa chọn trong số hơn 45 cơ sở trên toàn nước Mỹ để làm nơi học tập. Hầu hết các trung tâm của chúng tôi tọa lạc trong khuôn viên đại học, cho các bạn cơ hội gặp gỡ các bạn sinh viên ở Mỹ. IELTS cung cấp cơ sở học tập ở các trung tâm thành phố nổi tiếng ở New York và California. Cho dù bạn đang tìm kiếm một địa điểm ở miền quê, vùng ngoại ô hay đô thị, khuôn viên trường đại học hay trung tâm thành phố, IELTS đều có cơ sở hoàn hảo cho bạn. Một đội ngũ đầy kinh nghiệm và tận tâm, IELTS luôn song hành với bạn từ khi bạn đăng ký vào học cho tới khi bạn về nhà. Ba con đường dẫn đến sự chấp nhận vào đại học, chỉ có IELTS mới cung cấp cho bạn ba hướng rõ ràng để đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Sau khi hoàn tất chương trình Anh ngữ chuyên sâu IELTS, bạn có đủ điều kiện nhập học vào một trường bất kỳ trong 550 trường đại học liên kết của IELTS. Về chương trình học, chương trình Anh ngữ chuyên sâu đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh trong việc tuyển sinh vào hơn 500 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Chương trình cấp tốc đủ điều kiện vào đại học trong thời gian kỷ lục. Chương trình luyện thi TOEIC ABT sẽ mang đến cho bạn một sự chuẩn bị tốt nhất và sự tự tin cần thiết để đi đến thành công. Chương trình Anh ngữ thương mại giúp bạn tự tin giao tiếp trong kinh doanh. Chương trình Anh ngữ bán chuyên sâu, học tiếng Anh với nhịp độ thoải mái. Chương trình American Explorer được thiết kế cho du khách muốn theo học tiếng Anh mà vẫn có các buổi chiều tham quan ngắm cảnh. Tiếng Anh dành cho các nhân viên cao cấp, gồm chương trình Anh ngữ chuyên sâu cấp tốc, chương trình Anh ngữ chuyên sâu siêu tốc, chương trình Anh ngữ cho nhân viên cao cấp và chương trình đào tạo theo hợp đồng. Các trường đại ngoài ra, IELTS còn liên kết với các trường cao đẳng đại học khác ở Mỹ. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam. Hãy đăng ký và gửi hồ sơ xét học bổng tại văn phòng du học Tân Đại Dương. Có thể liên hệ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc các bạn có thể trang web của công ty, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com.